Xin chào tất cả các bạn. Qua một cái thời gian nghỉ Tết thì chắc chắn chị em mình sẽ có cái xu hướng là ký nó sẽ tăng lên nhẹ nhẹ. Cho nên là hôm nay Tisu làm một cái video clip hướng dẫn cho các bạn cái cách phối đồ cho cái chị em phụ nữ cái bụng nó tròn lên và cái chiều cao mà của mình khiêm tốn, người ta hay còn gọi là người phụ nữ mập béo bụng. Thì với dạng người phụ nữ này, thừa cân và vòng hai bánh mì thì sẽ làm cho mình kém tự tin đi. Và vì vậy cho nên là khi ra đường mình sẽ tìm cái cách mình phối đồ như thế nào đó để mình mặc cảm thấy là đẹp hơn. Thì với cách thứ nhất là các bạn sẽ kết hợp với màu đen, với những cái màu tông trầm hoặc là màu đen, xanh đen, đen, màu xám, đen, màu tràm. Nói chung là những cái màu tông trầm thì nó sẽ tối, nó sẽ tôn da cho chúng ta và nó sẽ khiến cái cảm giác là cơ thể chúng ta thon gọn. Và cái thứ hai nữa là cái váy xòe trên ngay cái đầu gối của mình thì sẽ giúp cho mình cái cảm giác là mình sẽ không bị lỗ cái phần mở thừa nơi vòng eo, và cái điều này nó sẽ kéo dài được cái chân mình ra và mình sẽ trở nên thanh thoát hơn. Bên cạnh đó thì mình sẽ kết hợp thêm với cái giày hoặc là dép cao gót thì nó sẽ nhìn trong người nó sẽ mảnh khảnh, nó cao hơn trên một chút xíu. Còn nếu mà các bạn chọn chiếc váy nơi bắp chân thì khiến bạn sẽ cảm thấy là già và cảm mập hơn nữa, cho nên các bạn lưu ý cái này ha. Về cái màu sắc thì nãy mình đã nói rồi, và nếu như mà các bạn nào yêu thích cái sọc thì các bạn có thể là chọn cái sọc dọc, đừng có mặc sọc ngang ha. Về quần á, thì các bạn chọn quần lưng cao, đừng có mặc quần lưng thấp, tại vì khi lưng thấp đó là nó sẽ ôm cái phần bụng dưới và đẩy hết mỡ của phần bụng dưới đẩy lên phần bụng trên, là khi ngồi thì người ta sẽ nhìn thấy một cái đống thịt ở ngay khu vực vòng 3 cũng vòng 2 của mình luôn ha. Và các bạn nhớ là cái kiểu quần lưng cao nó luôn giúp cho các bạn tôn dáng và thân hình của mình sẽ trở nên gọn gàng và thanh thoát. Và với những cái phần váy mà mình có cái phần ngắn ngay eo thì nó cũng tạo được cái điểm nhấn, và đặc biệt là có cái phần bèo nhẹ ở phía trước eo thì sẽ che được cái phần mổ bụng trên thân. Và cái đôi giày cao gót là đôi giày mà chắc chắn là các bạn cần phải có. Và chọn áo váy bên trung thì và cái món mà mình đã nói đó là nó sẽ che cái khuyết điểm vòng eo cực kỳ hiệu quả, và xòe mạnh ở phần đuôi áo thì giúp cho mình che đi được cái phần eo to của mình, và những cái đường chiết ly ở eo thì nó sẽ tạo công dụng là cảm giác là cơ thể của mình sẽ thon gọn và dài thêm ra. Và sự kết hợp giữa hai màu đen trắng thì sẽ làm cho các bạn có cảm giác là người nó sẽ ốm đi. Màu trắng chúng ta phối ở giữa và màu đen phối ở bên hông. Và cái phần váy suông thì nếu các bạn thích thì các bạn nhớ là có những cái đường nhấn để chúng ta tạo được cái điểm nhấn trên cơ thể. Và với cái công thức là trên ngắn dưới dài thì các bạn sẽ cắt cái phần eo cao lên và cái phần váy hoặc phần quần thì nó sẽ dài ra, thì nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta sẽ trở nên gọn gàng. Vì vậy cho nên là nếu như mà ăn có xong lỡ có mập thì nó không có quá gì là gọi là cho các bạn phải cảm thấy e dè cả. Thì các bạn lưu ý một vài cái điểm mà Tisu mới vừa chia sẻ thì các bạn sẽ có được cái cách chúng ta mặc được một cái bộ đồ nó sẽ phù hợp. Nhưng mà bộ đồ phù hợp là một chuyện, thì các bạn nhớ là chúng ta thường xuyên luyện tập thể dục thể thao kết hợp với là ăn giảm tinh bột thì chúng ta sẽ trở về lại cái form bình thường. Tisu chúc các bạn cùng với gia đình nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc. Và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh ủng hộ cho Tisu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.